Việt Nam tôi đó, quê hương tôi sông núi nghìn trường. Việt Nam tôi đó, có mẹ hiền, có mái tranh siêu. Việt Nam tôi đây, có màu xanh đồng lúa thơm vàng, có cánh diều mơ ước tuổi thơ, lời ru hơi nhịp võng đông đưa. Việt Nam tôi hỡi, nhớ chao ôi tiếng khóc nghẹn lời. Việt Nam tôi hỡi, đã bao lần xuống nó bom rơi. Việt Nam tôi đây, người khóc than môi vẫn nở nụ cười. Người bước đi xa mãi một thời, nhưng ngàn lời vẫn nhớ Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam tôi đã bao lần thời bình khói. Nước Việt Nam vẫn hiên ngang nòi giống lạc hồng. Đất Việt Nam vẫn còn đây con cháu tiên dòng. Dẫu nơi nào trong con người còn dòng máu Việt Nam. Việt Nam ơi, xin muôn đời tạ nghĩa ân sâu. Dù nơi đâu xa quê hương vẫn nhớ quê nhà. Nhớ Việt Nam lòng thiết tha dáng vóc mẹ già. Cảm ơn mẹ cho con được làm người Việt Nam. Mẹ Việt Nam ơi, con vẫn còn đây. Cảm ơn mẹ đã cho con được làm người Việt Nam. Việt Nam tôi đó, nhớ chao ôi tiếng khóc nghẹn lời. Việt Nam tôi hỡi, đã bao lần xuống nó bom rơi. Việt Nam tôi đây, người khóc than môi vẫn nở nụ cười. Người bước đi xa mãi một thời, nhưng ngàn đời vẫn nhớ Việt Nam. Việt Nam, Việt Nam tôi đã bao lần thời bình khói. Nước Việt Nam vẫn hiên ngang nòi giống lạc hồng. Đất Việt Nam vẫn còn đây con cháu tiên dòng. Dẫu nơi nào trong con người còn dòng máu Việt Nam. Việt Nam ơi, xin muôn đời tạ nghĩa ân sâu. Dù nơi đâu xa quê hương vẫn nhớ quê nhà. Nhớ Việt Nam lòng thiết tha dáng vóc mẹ già. Cảm ơn mẹ cho con được làm người Việt Nam. Nhớ Việt Nam lòng thiết tha dáng vóc mẹ già. Cảm ơn mẹ cho con được làm người Việt Nam. Nhớ Việt Nam lòng thiết tha giang vóc mẹ già. Cảm ơn mẹ cho con được làm người Việt Nam. Vâng, và cảm ơn quý vị
vị đã theo dõi chương trình. Vâng, và vừa rồi là một ca khúc Người Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Sơn Hạ do phần trình bày của nữ ca sĩ Triệu Mỹ Ngân. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi. Và ngày hôm nay thì rất vui, Khánh Anh và chị Triệu Mỹ Ngân đồng hành với Khánh Anh ngày hôm nay là chị Triệu Mỹ Ngân. Rất là vui khi quay trở lại chương trình. Ngày hôm nay là Home Shopping trên băng tần 14.6 của đài VMTV ngày hôm nay. Vâng, và em chào chị Triệu Mỹ Ngân. Chị có thể gửi đến lời chào cho khán giả được không ạ? Chào Khánh Anh, và cho phép chị Mỹ Ngân gửi lời chào đến quý khán thính giả thân thương của Việt Mỹ Home Shopping. Thưa quý vị, được phát hình trên băng tần 14.6. Và như Khánh Anh đã nói, mở đầu chương trình là một bài hát mang cái tên mà rất là Việt Nam, đó là Người Việt Nam. Dạ đúng rồi. Thì tại sao chúng tôi cho quý vị thưởng thức một bài hát như thế này? Là vì mùa xuân Tết đã đến rồi. Khi mà Tết đến, hoa mai hoa đào nở rộ thì chúng ta nhớ về quê hương, quê nhà. Những cái Tết năm xưa lúc mà mình còn nhỏ vui lắm luôn. Dạ đúng. Dạ. Cho dù chúng ta ở nơi đâu, quốc tịch ở nước nào, bất cứ nơi đâu, nhưng trong lòng của chúng ta vẫn là dòng máu của người Việt Nam. Dạ đúng rồi. Thì một bài hát cảm ơn mẹ đã cho con được làm người Việt Nam. Con rất hãnh diện được làm người Việt Nam, và nếu có kiếp sau con cũng xin được làm người Việt Nam. Dạ đúng rồi. Dạ, và tất cả những ca từ Sơn Hạ đã đem vào trong đó để cho chúng ta nhớ một thời oanh liệt, một thời xa xưa. Việt Nam tôi hỡi nhớ trao ôi tiếng khóc nghẹn lời đó. Dạ, thì nói đến, nhắc đến những người tị nạn, người Việt Nam của chúng ta đã bỏ nước ra đi. Và hiện giờ chúng ta cũng đang có một cuộc sống ở xứ người. Chúng ta luôn luôn vẫn nhớ về quê hương, luôn luôn vẫn nhớ trong lòng chúng ta, đó là dòng máu của con cháu Lạc Hồng. Dạ đúng rồi. Dạ, cho nên làm thế nào để chúng ta trở thành những con cháu của Lạc Hồng mà người Việt Nam của chúng ta luôn luôn tự hào và hãnh diện. Chị Minh Ngân thấy rằng, Khánh Anh thấy không, người Việt Nam của chúng ta đã thành công trong tất cả mọi lĩnh vực. Và thì thưa quý vị, ở các nước nữa, và nhất ở nước Mỹ, thì chị Minh Ngân rất là vui và hãnh diện. Người Việt Nam mình đã làm được rất là nhiều. Dạ đúng rồi. Những cái công việc của đất nước mà chúng ta đang ở, thưa quý vị. Cho nên chị em của chúng tôi cũng muốn trân trọng gửi đến quý vị, nhắc nhở một góc trời quê hương người Việt Nam, và hãnh diện cho người Việt Nam, và hãy nên yêu thương người Việt Nam nhiều hơn nữa. Dạ đúng rồi. Có thể nói là những cái bài hát, đặc biệt là cái bài hát của chị, cũng như là một số cái bài hát mà Khánh Anh thấy là nghe những cái ca từ của nó rất là sâu sắc khi mà nói về quê hương. Quý vị biết là mình xuất phát là xuất thân từ cái truyền thuyết là con rồng cháu tiên, tất cả mọi thứ thì bao giờ cũng vậy. Quê hương là một cái nơi có thể nói là nó là cái nôi để mà nuôi dưỡng mỗi người chúng ta lớn lên, rồi sau đó là tha hương, rồi khi mà tha hương rồi thì tất cả mọi người khi mà họ dù cho gia đình có còn ở Việt Nam đi chăng nữa, hay là gia đình đã di chuyển sang Mỹ, một cái đất nước nào đó họ ở đi chăng nữa, thì họ vẫn một lòng hướng về quê hương. Đặc biệt á, là mùa Tết. Thì khi mà mùa Tết đó thì em thấy là họ thường hay xem lại Sài Gòn bây giờ ra sao, hay là đi đến một cái nơi nào đó thì họ họ cũng yêu cầu là mở những cái chương trình YouTube để mà họ coi cái đường phố rồi hoa này kia nó trang trí ra sao. Thì đó có thể nói là một trong những cái sự mà Tết đến á, thì lòng của mọi người rất là hân hoan để mà đón chào một cái năm mới nha. Đúng vậy, thưa quý vị, nói đến Tết thì trong lòng mọi người chúng ta ai cũng háo hức, cho dù trong cái bất cứ một cái hoàn cảnh nào, chúng ta cũng nhớ đến cội nguồn của chúng ta, đó là cái Tết nguyên đán mà người Việt Nam của chúng ta lúc nào cũng phải ăn, phải đón chào. Năm nay thì hơi buồn, nhưng mà ít ra chúng ta cũng có hoa, cũng có tất cả những thứ mứt. Mỗi lần chị Mỹ Ngân nghe cái mùi của mứt gừng đó, Khánh Anh, là tự nhiên nhớ ngày xưa vô cùng. Là cứ mỗi lần đấy, hai mươi mấy Tết là gia đình bà chị đó, bà thường hay làm tại nhà đó, cho nên mình nghe cái mùi hương của cái
Mứt gừng. Em nhớ là ngày xưa đó nha, là mứt gừng nè, rồi hạt sen nè, đúng không chị? Yeah. Hạt sen để mà ngâm đường đó. Yeah. Rồi mứt dừa nè. Uh-huh. Rồi mãng cầu yeah, viên, đường. Yeah. Em nhớ là me nữa. Rồi bí nữa, bí đao nữa. Rất là nhiều món. Yeah. Trời ơi, giờ làm cho em nhớ không khí Tết không? Thì quý vị thấy là ok, cho là ở Việt Nam vui như vậy đi, còn ở Mỹ hơi buồn một tí xíu. Nhưng quý vị ơi, nhớ là mình phải tự tạo niềm vui cho trong gia đình của mình thôi. Rồi năm sau mình bù lại. Thì năm nay mình vẫn chuẩn bị mọi thứ, mình ăn ở trong một cái không gian gia đình ấm cúng thôi, chứ mình đừng có đi ra ngoài hay là đi đâu hết. Dạ, thì Khánh Anh nghĩ là đó cũng là một cái mà mình tự tạo niềm vui, tự tạo hạnh phúc cho gia đình của mình. Thì cái câu mà chị Mỹ Ngân luôn luôn nhớ và cũng chia sẻ là người ta nói là một ngày chúng ta nở một nụ cười, ngày hai chúng ta nở hai nụ cười, ngày ba chúng ta nở ba nụ cười. Yeah. Và cứ tiếp tục nụ cười nở tiếp tục như vậy theo ngày tháng, thưa quý vị. Thì thay bằng những cái nỗi đau khổ thì thay vào đó chúng ta phải nở một nụ cười. Dạ, đúng rồi. Thưa quý vị, để cho làm gì chúng ta cảm nhận rằng là cuộc đời này rất là vui. Dạ. Khi mà vui rồi á thì tất cả ở trong con người của chúng ta, những cái tế bào tốt nha, nó sẽ sinh sôi nảy nở. Dạ, đúng rồi. Và những cái tế bào mà không được tốt nó sẽ tiêu diệt ngay. Dạ. Dạ, thì đem cho chúng ta cái phần sức khỏe. Chính vì vậy mà chúng tôi luôn luôn chia sẻ đến cho quý vị những cái phần mà làm sao để tẩm bổ cho quý vị về cái sức khỏe. Chúng ta luôn luôn bảo trì cái sức khỏe, lúc nào cũng được cường tráng mạnh khỏe, cho dù ở cái lứa tuổi nào thì cũng cầu nguyện, lúc nào chị Minh Anh cũng cầu nguyện là trời Phật ơi cho con được khỏe, đến khi nào mà con không còn cái số mệnh ở đây nữa thì cho con đi một cách êm ả, chứ đừng có cho con bệnh tật, bị đau, đúng không? Dạ, đừng có cho con bệnh tật. Chính vì vậy cho nên là thưa quý vị, khi mà người ta nói con người khỏe mạnh thì ước ao rất là được nhiều thứ, mà khi mà con người bệnh tật chỉ ước được một điều mà thôi, là xin ước được có sức khỏe. Chính vì vậy mà chúng ta nên bất cứ thời điểm nào, bất cứ giờ khắc nào, chúng ta cũng phải quan tâm đến cái sức khỏe. Vì cái con người của chúng ta, đời người sống cũng một lần và chết một lần mà thôi. Dạ, đúng cho rồi. Nên là sống là phải sống khỏe, sống vui, để tạo niềm vui cho chúng ta và cho mọi người xung quanh nha quý vị. Dạ. Hiện giờ là không khí Tết nó cũng đã tràn ngập khắp nơi rồi. Cho dù hơi không có đông đảo giống như ngày xưa. Phước Lộc Thọ thì Khánh Anh thấy rồi đó, cũng không có đông đảo. Dạ. Nhưng mà ít ra cũng có được cái hương không khí mùa xuân như vậy. Dạ. Để chúng ta cũng cảm thấy ấm lòng. Ấm lòng. Dạ, ấm lòng. Dạ. Ấm lòng. Ấm lòng. Dạ. À, quý vị ơi, mình cũng quý vị cũng đừng có mình hoang mang quá, mình đừng có lo lắng quá. Mỗi người chúng ta, nói chung là mỗi gia đình thì mình cứ tự tạo niềm vui cho mình. Rồi Tết đến thì mình vẫn kho thịt, kho hột vịt nha. Đây đủ mà, năm nay rảnh quá mà, năm nay rảnh quá mà. Dạ, chắc đúng là, rồi. Chắc là làm nhiều thứ luôn. Dạ, đối với em thì mỗi người mình tự tạo niềm vui như vậy thì nó cũng là một cái gì đó mà coi như là nó xoa dịu bớt cái phần nào, chứ mình đừng có nhìn cái con số nhiều quá, nhìn con số Covid đó quý vị. Mình đừng nhìn nhiều quá, tại vì quý vị nhớ là khi mà mình nhìn vào con số đó thì cái tâm lý của mình đó, mình sẽ có những cái triệu chứng mà phải nói là nó cũng không khác gì là cái Covid đúng rồi, đâu. Đúng rồi. Thật sự là như vậy. Cái tinh thần nó quan trọng lắm. Có một người bác sĩ nói như thế này mà chị Mỹ Ngân cũng muốn tập và chia sẻ đến mọi người. Cái cơ thể của con người chúng ta nó rất là thông minh. Khi mà chúng ta cứ nghĩ nha, nghĩ về nó là nó sẽ có. Cho nên là bác sĩ nói là mình cứ nghĩ mình khỏe và mình sống over 100 tuổi đi. Thì tự nhiên cái cơ thể của mình nó nghe và nó mắc bảo, nó thông minh lắm. Nó mắc bảo nó sẽ set up cho cái cơ thể của mình phải đến cái thời điểm đó. Không biết là cái điều đó có thật hay không. Nhưng mà mình cũng hy vọng là vậy. Nếu có được như vậy thì tại sao chúng ta không nghĩ đến, đúng không? Cho nên là tất cả mọi người ơi, tất cả mọi người hãy nên nghĩ là mình vui, mình sống khỏe và mình sống được trường thọ lâu dài. Và trường thọ mà phải khỏe nha. Không, em là em tin 100% luôn đó chị. 100% phần ngàn luôn chứ không phải 100% nha. Tại vì quý vị để ý đi, đối với những người mà họ có cái tinh thần lạc quan, họ có cái suy nghĩ lúc nào cũng tích cực và vui vẻ với mọi người, thì chị thấy là cái người đó họ rất trẻ.
họ rất trẻ. Dạ. Thì đối với Khánh Anh thì cái tinh thần nó rất là quan trọng. Giống như là chị Triệu Mỹ Ngân vừa rồi nói là bác sĩ có nói cơ thể của mình thông minh, đúng chính xác. Cái đó là khoa học đã chứng minh luôn, chứ không phải là cái chuyện đó mình chỉ nói bằng miệng thôi. Dạ, cái đó là có chứng minh. Cho nên quý vị hãy nhớ là lúc nào cũng bảo vệ sức khỏe của mình. Không chỉ là mình cái ăn uống nó rất là quan trọng, nhưng mà bên cạnh đó là quý vị mình cũng phải bổ sung những cái vitamin, những cái chất đề kháng mỗi ngày để cho sức khỏe của mình ngày càng nâng cao hơn và bảo vệ sức khỏe. Và cái tinh thần quan trọng. Cái tinh thần của chúng ta rất là quan trọng quý vị ơi. Thật sự là có một cái mẫu chuyện mà chị Mỹ Ngân muốn chia sẻ đến quý vị. Là ngày xưa đó thì bà ngoại và mẹ của chị Mỹ Ngân đó thì ở trong một cái vùng, bà ngoại thì ở một cái vùng thôn quê rất là buồn tẻ và ít khi có nụ cười lắm. Và lúc nào cũng nghĩ là chắc là bệnh thế này là sẽ chết thôi. Nhưng mà khi mà chị Mỹ Ngân gọi về nói là phải suy nghĩ thế này thế kia và nghe kinh và nghe chuyện cười và nghe tất cả những cái gì thì không có điều kiện, chị Mỹ Ngân tạo điều kiện mua cho cái DVD nhỏ nhỏ đó, rồi mua cái tivi thì khó. Mua cho những cái máy mà radio đó, rồi có những cái con chip mình bỏ vô, Mỹ Ngân thâu rất là nhiều những thứ trong đó, bỏ vào trong đó cho nghe mỗi ngày. Bây giờ thông minh sáng suốt vô cùng. Mỗi lần gọi về là kể cái chuyện mà nghe trong đó, kể đi kể họ lại nhớ rất kỹ luôn. Mà lần nào gọi về cũng kể hết. Kể chi ly, kể từng chi tiết luôn. Cái đó là một cái điều đáng mừng đúng không chị? Rất là mừng. Cái một tinh thần, cái liều thuốc phải nói là một cái liều thuốc bổ mà nó rất là thần kỳ. Cho nên là thật sự là nói về cái tinh thần rất quan trọng. Cho nên mình có một cái phương pháp nào để hướng dẫn cho họ, để họ nghĩ theo cái chiều hướng đó. Chứ mình không có phương pháp thì họ mông lung, họ không biết nghĩ từ đâu và nghĩ về cái gì. Cho nên là khi cũng giống như giả sử như cũng có câu nói là muốn quên một người đàn bà là phải có một người đàn bà khác. Đó là điều kiện dễ quên nhất. Khi họ không có, họ mông lung lắm. Họ không có một cái điểm tựa, không, họ không có từ đâu. Chị Mỹ Ngân nói là rất là chính xác. Giống như là khi mà quý vị để ý đi, mình có một cái chuyện rất là buồn và đặc biệt là mình không có một cái người kế bên để mình chia sẻ thì mình rất mông lung và mình sẽ bị bế tắc trong trong cuộc sống. Nhưng mà khi mà có một cái người thông cái tư tưởng, thông cái trí tuệ của mình thì họ phân tích và họ đưa cho mình những cái phương pháp thì sau đó là em thấy là họ sẽ thay đổi về cái cách nhìn và họ sẽ thay đổi về cái cuộc sống, cho nên là họ sẽ suy nghĩ tích cực và lạc quan hơn. Chắc chắn là vậy. Và không biết còn giờ cho chị Mỹ Ngân một phút nha, chia sẻ cho quý vị một cái câu chuyện mà có thật mà chị Mỹ Ngân rất là vui khi đã làm được cái việc đó. Thì ngày xưa chị Mỹ Ngân có làm trên radio đó, có một cái chương trình là chia sẻ và tâm tình vào cái giờ khuya lắm. Thì vô tình trên đường lái xe về thì có một cuộc gọi, cái chị đó gọi nói là bây giờ là trên cái tinh thần muốn chết thôi. Nhưng mà nghe chị Mỹ Ngân có cái tâm tình như vậy thì chị muốn gọi đến để mà Mỹ Ngân có lời khuyên nào không. Thì cái câu chuyện là hai vợ chồng đang sống êm đẹp như thế này, ba đứa con luôn, ba thằng con trai. Vợ thì làm nhà băng mà chồng thì làm luật sư. Một ngày đẹp trời, luật sư này có một cái cô gái kia đến để mà làm chia tay với ông chồng. Thì ông luật sư này mới làm, không biết làm như thế nào đó mà khi mà chia tay với ông chồng rồi thì ông này lại là về nói với vợ là chia tay để mà kết hôn với cô này. Thì đùng một cái người vợ ở nhà không có chuẩn bị một cái gì, cho nên là mất phương hướng luôn. Tất cả những cái gì cũng mất, cho nên là chị nói là bây giờ chị muốn đảo điên, chị muốn chết thôi. Thì chị Mỹ Ngân mới nói là chị ở trên Lodge, ngày mai chị chạy xuống đây gặp em đi, em chơi, em tặng cho chị một món quà. Thì xuống thì chị Mỹ Ngân là cái tiệm của chị Mỹ Ngân là design quần áo đó, thì Khánh Trang biết rồi, cho nên là chị Mỹ Ngân nói bây giờ em tặng cho chị lựa đi 10 màu, em sẽ may cho chị đúng 10 cái bộ đầm để chị mặc cho thật là đẹp, và em tặng cho chị một câu như thế này. Cái câu này á dường như là trong dân gian ai cũng nhớ, ai cũng biết quý vị. Đứng dậy em ơi ở cõi đời,
đời dù khổ nhục đến mười mươi, em về điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười. Yes. Và chị đã ghi cái bài đó, ghi bốn câu đó, và chị đã về chị thực hiện câu đó một tháng sau, khác hẳn liền. Khác hẳn, rất là khác liền. Thì nói chị lạnh rảnh cứ lái xe xuống đây để mà đi chơi với em. Thì những cái mùa đó là chị Mỹ Ngân làm một cái mùa Phật đản, thì đưa chị đi chơi. Đưa chị đi chơi thì tình cờ tình yêu mới lại xuất hiện. Có một cái anh mà chị Mỹ Ngân cũng không biết nữa, đó đến rồi, đến rồi. Cứ gọi là anh hai, cứ gọi là anh hai. Đó thì coi như là làm một nhịp cầu kết những cái tình thương, tình yêu như vậy. Thì hai người lại quen biết nhau. Đó, rồi quen biết nhau rồi cái tình yêu đó bắt đầu, chị quên lãng luôn cái ông chồng, quên hết luôn. Thì tình yêu đó bắt đầu sinh sôi nảy nở. Và chị Mỹ Ngân mới nói với chị là ok, em sẽ viết cho chị một mẫu chuyện ngắn là chuyện tình dưới mái chùa. Đó là một câu chuyện và bây giờ chị sống rất là lạc quan yêu đời. Không làm chồng nhưng mà chỉ làm người tình mà thôi. Cho nên có cái bài hát mà hãy ký là đó, đừng làm chị? Vợ chồng. Em không thích làm vợ, anh không thích làm chồng đâu. Vẫn yêu đời, vẫn đẹp, thưa quý vị. Cho nên là 1001 mẫu chuyện xảy ra trên cuộc sống này, chúng ta hãy quên nó đi, những cái nỗi buồn, mà chúng ta hãy nhớ lại những cái gì mà vui nhất, để chúng ta có thể là tạo cái niềm vui tiếp theo để mà sống trong cái cuộc đời này, thưa quý vị. Cảm ơn một cái câu chuyện có thể nói là chuyện 100% có thật. Có thật chị. Và không phải là chỉ là một câu chuyện như thế này thôi. Khánh Anh biết là cũng sẽ có nhiều người đồng cảm với câu chuyện vừa rồi. Tại vì biết đâu được có mình ở trong đó. Cho nên hồi nãy giờ thì hai chị em cũng đã có những cái câu chuyện gửi đến quý khán giả rồi. Thì bây giờ thì chuẩn bị tới cái phần tiếp theo thì hai chị em sẽ gửi đến quý vị là về sức khỏe. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng đến với một số thông tin quảng cáo thương mại. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay bây giờ. Cuộc sống bận rộn, nhiều lo toan, khiến bạn chịu nhiều áp lực rất lớn. Ăn uống và thể thao là cách mà Kim Hiền chọn cho mình để khỏe mạnh cả về tinh thần lẫn vật chất. Rexonet cũng là một trong những thực phẩm mà Kim Hiền đã lựa chọn cho sức khỏe của mình. Kim Hiền muốn chia sẻ với cộng đồng người Việt loại yến sào của Indonesia có chất lượng cao mà giá cả lại hợp lý. Rexonet đã trở thành thương hiệu yến sào, một trong 10 thương hiệu có chất lượng tốt nhất tại Mỹ. Tất cả được chế biến hoàn toàn bằng phương pháp thủ công, sử dụng nguồn nước tinh khiết, không sử dụng hóa chất tẩy rửa và không sử dụng chất bảo quản. Yến sào được xem là nguồn thực phẩm sạch, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho con người, giúp ngăn chặn sự lão hóa da và giúp cho các chị em phụ nữ lấy lại làn da và thân hình một cách nhanh chóng. Hãy cùng Kim Hiền chọn Rexonet cho sức khỏe mình nhé. Mọi chi tiết liên lạc Việt Mỹ Home Shopping 14190 Beach Boulevard, Westminster, California 92683, San Diego, Philadelphia, Virginia. Gọi số điện thoại 1-855-873-6327. Sau một ngày dài làm việc căng thẳng mệt mỏi và hao tốn rất nhiều năng lượng cho chúng ta, Khánh Trân xin giới thiệu đến quý vị một chiếc máy massage Trudy Tân Thời sản xuất năm 2020 với chức năng thư giãn giảm stress cho chúng ta. Bên cạnh đấy, máy massage Trudy Tân Thời còn trị liệu bệnh cho tất cả quý vị như là bệnh gai cột sống, bệnh của đường tiêu hóa và chữa chứng bệnh tê tay cho quý vị, nhất là những quý vị làm trong ngành nghề nails. Máy massage Trudy Tân Thời massage từ lòng bàn chân cho đến đỉnh đầu của quý vị. Giá gốc là $6,900 nhưng hiện giờ chỉ còn $4,500. Và quý vị xem một chương trình Khánh Trân, Khánh Trân sẽ giảm cho quý vị là $600 cho một chiếc ghế. Khánh Trân xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Mọi chi tiết hãy liên lạc vào đài với số phone là 1-855-873-6327, 1-855-873-6327. Xin trân trọng kính mời và xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Đông trùng hạ thảo được biết đến là một thực phẩm với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Sự quý hiếm và những tác dụng thần kỳ chính là lý do khiến cho loại dược thảo này được ưa chuộng và săn đón. Phycordyceps, đông trùng hạ thảo, 100% sản xuất tại Nhật Bản từ tập đoàn Phy Japan, có công dụng bồi bổ sức khỏe toàn diện,
hỗ trợ hoạt động cơ quan nội tạng bên trong cơ thể như là gan, phổi, thận, hỗ trợ hoạt động hệ tuần hoàn, tim mạch và giúp cho máu huyết lưu thông, tăng cường hệ miễn nhiễm, giúp cho cơ thể giảm thiểu sức ảnh hưởng xấu từ tác nhân có hại bên ngoài như là ô nhiễm, nguồn nước không sạch, các vi khuẩn và virus mang bệnh, giảm chứng đi tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, giảm các chứng nhức mỏi. Hiện đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt giá chỉ 75 đồng một hộp, 120 viên, mua 3 tặng 2. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 873 6327, 1855 873 6327. Đông trùng hạ thảo được biết đến như là một thực phẩm với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Sự quý hiếm và những tác dụng thần kỳ chính là lý do khiến cho loại dược thảo này được ưa chuộng và săn đón. Phi Japan Cordyceps Plus dạng nước 100% sản xuất tại Nhật Bản từ tập đoàn Phi Japan có công dụng bồi bổ sức khỏe toàn diện, dạng nước đậm đặc hiệu quả trong thời gian ngắn, hồi phục thể trạng cho người suy kiệt sức khỏe hoặc đang nhiễm bệnh, thích hợp yểm trợ cho chức năng lục phủ ngũ tạng, đặc biệt nhất là thận, giảm đi tiểu đêm, tăng cường chức năng thận, tăng sinh lý, yểm trợ thuyên giảm đau nhức kinh niên hiệu quả, có thể dùng thay thế hoặc là kèm với đông trùng giảm viêm để đạt được hiệu quả cải thiện sức khỏe rõ rệt. Macadamia có chứa các chất dinh dưỡng giúp bảo vệ tim mạch. Hạt macadamia có chứa nhiều chất chống oxy hóa, ngăn ngừa những chất gây hại tiềm ẩn, ổn định mức cholesterol và mức đường huyết trong cơ thể. Phi Cordyceps được đóng chai thủy tinh để bảo quản sản phẩm khỏi tia UV, đảm bảo chất lượng cho người tiêu dùng. Chương trình khuyến mãi 159 đồng một hộp, 12 chai, mua 2 tặng 1. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 873 6327, 1855 873 6327. Không ai biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra cho người thân. Hãy chuẩn bị trước cho hậu sự để gia đình không phải lo lắng khi có người thân qua đời. Nhà Quan Cát Tường có chương trình giá rẻ chỉ có 3.000 cho dịch vụ an táng hoặc hỏa táng, bảo đảm cho thân nhân quý vị sẽ được lo tận tình từ A đến Z. Nhà Quan lo tang lễ với nhiều tôn giáo khác nhau ở Orange County, Los Angeles, nhận chuyển hài cốt trên 50 tiểu bang và về Việt Nam. Nhân viên chuyên nghiệp, tận tâm và giàu kinh nghiệm. Khi hậu sự đến, hãy gọi cho Cát Tường 714-262-5972, 714-262-5972 để được tư vấn và giúp đỡ. Thảo dược tăng cường sinh lý nam loại nào tốt và cho hiệu quả nhanh nhất, giúp cho đàn ông lấy lại sự dũng mãnh khi lâm trận. Nam giới mắc các bệnh lý nam khoa luôn có tâm lý tự ti khi nhắc về chuyện yêu, lâu ngày có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Sang Phan Bao, 100% Made in USA là dòng thực phẩm chức năng giúp tăng cường sinh lực phái mạnh, an toàn và hiệu quả. Khi uống viên tăng cường sinh lý nam, Sang Phan Bao còn giúp làm chậm quá trình suy giảm chức năng sinh lý ở nam giới, hỗ trợ cho quý ông. 100% an toàn và công hiệu, không phản ứng phụ, cao máu và tiểu đường đều có thể dùng được. Tăng cường sức khỏe sinh lý, sức khỏe nền tảng cho nam giới, làm chậm quá trình mãn dục nam, hỗ trợ điều trị lãnh cảm tình dục, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, hỗ trợ điều trị vô sinh, hiếm muộn nam, hỗ trợ điều hòa đường huyết ở những người mắc bệnh tiểu đường, hỗ trợ điều trị hội chứng chuyển hóa, giảm nguy cơ bệnh tim mạch, hỗ trợ lợi mật, tăng cường chức năng gan. Chương trình khuyến mãi 35 đồng một vỉ gồm có 10 viên. Mọi chi tiết xin liên lạc 1855 873 6327, 1855 873 6327. Tôi David Võ, CEO, Founder Việt Mỹ Media cùng ca sĩ Cát Trân xin trân trọng giới thiệu website vietmynewspaper.com. Để quý vị được đăng rau vặt miễn phí, trước hết quý vị vào website vietmynewspaper.com. Quý vị nhìn bên tay phải, nhấn vào chữ rau vặt, sau đó nhấn vào chữ đăng ký và kéo xuống dưới để tạo cho username và password. Mật khẩu phải có một chữ hoa, một con số và 5 ký tự. Xong, thêm vào email và điện thoại, rồi nhấn chữ đăng ký. Từ nay, quý vị có thể tự đăng nhập nội dung rao vặt của mình. Nếu đã có nội dung trên website,
chúng tôi sẽ đăng trên báo giấy miễn phí hoàn toàn cho quý vị. Nếu gặp khó khăn về kỹ thuật, xin gọi cho chúng tôi 714-277-0209. 714-277-0209. Vâng, chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình của chúng tôi Home Shopping trên VMTV 14.6 ngày hôm nay. Vâng, và bây giờ thì hồi nãy giờ đó là những cái mẫu chuyện mà kể đến quý vị, những câu chuyện thật. Và bây giờ thì đến với phần sức khỏe. Đầu tiên thì Khánh Anh muốn giới thiệu đến quý vị đó chính là Yến. Được nhập khẩu từ Indonesia, và đây cũng là một trong những cái sản phẩm có thể nói là rất là chất lượng và được rất là nhiều khán giả yêu mến, đã order rất là nhiều và chúng tôi đã cháy hàng. Và ngày hôm nay thì nhân dịp năm mới cho nên là với một cái giá rất là ưu đãi dành cho quý vị, thì sao chị? chắc chắn là vậy. Hai đứa chúng tôi lúc nào cũng hy vọng rằng là xin công ty đem lại cho quý vị một cái nụ cười đẹp nhất, dễ thương nhất. Đó là giá cả. Cho nên là giá cả hôm nay, mùa Tết đến rồi, chúng ta tặng cho nhau những gì? Tặng cho nhau nụ cười chưa đủ. Và phải tặng cho nhau cái gì nó thiết thực nhất. Đó là những cái sản phẩm mà chúng tôi muốn mang lên đây chia sẻ cho quý vị. Và chi bằng cái giá cả chúng tôi, tất cả những cái tình thương yêu của chúng tôi gửi trao tặng cho quý khán thính giả đã từng đồng hành với chúng tôi từ những khoảng thời gian mới mở đến bây giờ. Và chị Mỹ Ngân thấy rằng là quý cô chú bác, anh chị em cũng đã sử dụng rất nhiều Yến của chúng tôi quảng bá trong khoảng thời gian vừa qua, và quý vị vẫn tiếp tục ủng hộ, thì không có lý do gì trong cái mùa xuân, mùa Tết của Việt Nam chúng ta mà không đem lại cho quý vị cái nụ cười, cái niềm vui. Đó là giá cả. Hôm nay Yến thì quý vị đã ăn rồi, đã uống rồi, đã sử dụng rồi, rất là nhiều những cái hình thức chúng ta lựa chọn, và vẫn tiếp tục như vậy. Nhưng hôm nay thì chị em của chúng tôi được xin công ty rằng là cho chúng tôi được có gửi gắm tình thương yêu vào đó bằng cái giá cả hôm nay. Sale, big sale nha quý vị. Ngày hôm nay thì nhân dịp cái lễ Tết Nguyên Đán sắp đến, thì với một cái giá rất là big on sale dành cho quý vị luôn. Đó chính là mỗi người được mua 2 phần. Mỗi người được 2 phần thì 495 đồng một phần mà thôi. Có nghĩa là mua 2 phần thì quý vị mình mới được cái giá ưu đãi là 495 đồng quý vị nhé. Còn nếu mà mình mua một hộp thì giá của chúng tôi vẫn là 650 Mỹ Kim ngày hôm nay ạ. Thì nói chung á, bây giờ Tết đến rồi, thì trong cái thời điểm này ai cũng cần đến sức khỏe, ai cũng cần làm sao mà mỗi ngày chúng ta ngủ, thức dậy, mở mắt ra chúng ta wow, chúng ta đang khỏe mạnh, ta rất là vui, chúng ta hơn tất cả những người mà họ không có được khỏe, thưa quý vị. Cho nên vẫn tiếp tục duy trì cái sức khỏe đó. Thì bằng cách nào? Sử dụng Yến nha quý vị. Yến sản xuất tại Indonesia, cho nên chúng tôi hoàn toàn nói bằng thật. Và chúng tôi không có nói ngoa, chúng tôi không có nói over, để mà quý vị khi mà sử dụng rồi thì quý vị mới thấy cái công hiệu của nó như thế nào. Thì Yến rất là gần gũi, mình không cần chia sẻ nhiều nhiều. Những cô chú bác nào mà chưa sử dụng đó, thì quý cô chú bác cũng có thể nghe chúng tôi lướt qua một chút xíu là mình biết cách sử dụng ngay. Và chủ yếu là quý vị gọi ngay số điện thoại chúng tôi ngay bây giờ để order. Tuần trước chúng tôi không có cái giá này, và tuần này là đã đến Tết rồi. Chuẩn bị hâm mấy đứa ông Táo về trời rồi quý vị ơi. Quý vị đừng quên số điện thoại của chúng tôi 714-277-0209. Hãy gọi vào order ngay từ ngày hôm nay để quý vị có được một cái giá ưu đãi đặc biệt dành cho quý vị nhé. Và cái sản phẩm này thì hồi nãy Khánh Anh có nói rồi là chị Mỹ Ngân á, rất là thích cái sản phẩm Yến này quý vị ơi. Khi mà nói về Yến đó là chị nói Yến nha, coi như là thao thao bất tuyệt luôn. Tại vì Yến đối với mọi người thì nó rất là gần gũi rồi. Cho nên là
Không những như vậy mà Khánh Anh và chị Trường Mỹ Ngân còn rinh ngay về cho mình luôn, ăn tại nhà, chế biến tại nhà luôn, mà mình xếp được tiền rất là nhiều. Và cái quan trọng hơn nữa là mình bảo vệ được cái sức khỏe cho mình và tăng cường sức đề kháng, cũng như là cái hệ miễn dịch ở trong cơ thể để mà ngăn chặn lại những cái virus mà có hại xâm nhập vào cơ thể của mình. Và chúng tôi yêu chuộng nhất là về phái đẹp quý vị. Cho nên tại sao ăn yến làm cho chúng ta có cái làn da đẹp. Dạ đúng rồi. Chúng ta khỏe khoắn ở trong người. Và những cái tế bào đó nó sinh sôi nảy nở, nó rất là tốt. Thì khi đó thì cái da mặt của chúng ta nó sẽ căng ra. Đúng rồi. Và nó có sẽ... độ đàn hồi nè. Đó, những cái tế bào đó nó sống dậy. Ở những thời gian trước đây có thể là nó teo, nó không có hoạt động. Dạ đúng rồi. Bây giờ mình cho nó vào những cái collagen đó, những cái chất mà để cho trợ giúp nó trở lại hoạt động. Dạ đúng rồi. Thì mình sẽ có cái làn da rất là bóng, đẹp. Dạ, và cái điều đặc biệt em rất là thích ở đây thì là những ai mà ví dụ như mình bị mụn quá nhiều, và khi mà mình chữa trị cái mụn hết rồi thì nó thường hay để lại vết thâm. Hay là có nhiều người là bị đồi mồi tàn nhang. Chị em phụ nữ sau sinh thì thường hay có những cái triệu chứng đó lắm. Thì quý vị ơi, duy trì uống một thời gian, làn da của mình coi như nó sẽ hồng hào, và những cái vết thâm, vết mụn hay là đồi mồi tàn nhang nó sẽ giảm dần, xóa mờ, và cái da rất là đẹp. Dạ. Nó trắng mịn và hồng hào. Đặc biệt nữa là chị em phụ nữ sau sinh thì thường hay mình mất quá nhiều máu hay là những cái vết mổ đó chị. Thì khi mà mình sử dụng yến thì phục hồi vết mổ rất là nhanh luôn và rất là khỏe. Níu kéo tuổi xuân, thưa quý vị. Dạ đúng rồi. Một câu rất là dễ thương là mình níu kéo tuổi xuân. Dạ. Cho nên là quý cô, quý chú, cao niên ơi, mình hãy sử dụng yến mỗi ngày, vì nó vừa bồi bổ sức khỏe cho chúng ta, nó lại vừa làm cho chúng ta trẻ hóa làn da. Cho nên là chúng ta ngăn chặn đi cái sự lão hóa của con người. Ngược thời gian trở lại như quý vị. Và hôm nay chúng tôi cũng giới thiệu đến quý vị là một cái loại yến hảo hạng. Trong cái hộp này thì gồm có 30 miếng yến. Chúng ta có thể 20, ăn được 27 tới 30. 27 tới 30 thì từ 27 nhỏ, lớn thì 27, nhỏ thì 30. Cho nên là chúng ta có thể ăn mỗi cái miếng yến như thế này, chúng ta ăn được hai lần nha quý vị. Rồi. Hai lần tiết kiệm. Tiết kiệm. Nhưng mà nó đầy đủ cho chúng ta rồi. Không cần thiết phải ăn một lần, nó over uổng. Thì chúng ta có thể order ngay ngày hôm nay để có một cái giá mà đặc biệt. Chị em của chúng tôi hôm nay quảng bá cho quý vị, gọi ngay số điện thoại hiện trên màn hình nha quý vị. 714-277-0209. Yến thì được FDA cũng như là USDA chứng nhận, cho nên quý vị đừng lo là không rõ nguồn gốc quý vị nhé. Hãy gọi vào và order ngay cho chúng tôi. Vâng, và bây giờ thì đến với cái sản phẩm thứ hai mà thực ra là Khánh Anh cũng rất là thích cái sản phẩm này luôn. Đó chính là đông trùng hạ thảo mà dạng nước nha quý vị. Chúng tôi có hai loại, một là dạng nước và hai là dạng viên. Thì đối với dạng nước, cái khả năng mà cái khả năng thẩm thấu vào cơ thể nó nhanh hơn so với cái dạng viên. Thì bởi vì Khánh Anh đã nói rồi là thường các chị em phụ nữ hay là các cô chú lớn tuổi, mình uống quá là nhiều thuốc rồi, cho nên mình cảm thấy mình rất là bị ngán. Cho nên khi mà quý vị mình uống cái loại nước này đó thì nó rất là dễ quý vị ạ. Nó rất là dễ mình uống. Nó hơi nhẫn nhẫn một tí xíu thôi, thay vì cái con đông trùng hạ thảo mình phải nấu bằng nước thì nó cũng có cái vị nhẫn nhẫn, nó đắng đắng một tí xíu. Nhưng mà với cái lọ này, Khánh Anh khi mà Khánh Anh cầm trên tay, quý vị có thể thấy là Cordyceps Plus, tức là cái nó tăng cái khả năng absorb, cái khả năng mà thẩm thấu vào trong cái tế bào của mình nó nhanh hơn là cái sản phẩm này nha quý vị. Mỗi lọ như vậy á là 50 ml, 50 ml. Thì mỗi lần như vậy thì quý vị uống cho Khánh Anh một chai luôn. Còn ví dụ như dạng viên thì mỗi ngày mình phải uống hai lần. Đó, cho nên là quý vị ơi, Khánh Anh khuyến khích mọi người là nên uống cái dạng nước này. Nó dễ uống và nó absorb được nhanh hơn. Thì cái sản phẩm này á là ngày hôm nay cái giá cũng rất là ưu đãi dành cho quý vị. Đó chính là 159 đồng một hộp. Một hộp thì gồm có 10 chai, thì quý vị mua 3 hộp như vậy được tặng thêm 2 hộp nữa. Tức là quý vị sở hữu 5 hộp luôn, 50 chai. Thì em thấy là uống cũng được 1 tháng rưỡi đúng không chị? Đây quý vị, một cái hộp như thế này
chi bằng mình đi tặng cho người quen, mình tặng cho người thân, tặng cha, tặng mẹ, tặng ông, tặng bà, tặng cho tất cả mọi người ai cần sức khỏe. Quý vị thấy không, hộp rất là đẹp. Chúng ta có thể đem mua 3 hộp thì được tặng 2 hộp. Thì rồi, mình sở hữu được 5 hộp thưa quý vị. Thì mình đem mình tặng cho người thân, người nhà. Chứ bằng mình tặng tiền thì thấy nó bình thường quá đi. Mình tặng sức khỏe đi quý vị ha. Thì gọi ngay vào số điện thoại của chúng tôi. Đông trùng hạ thảo thì quý vị đã biết rồi đó. Nó rất nhiều mẫu mã, nó rất nhiều kiểu. Nhưng chúng tôi, hiện chúng tôi đang có trong home shopping chúng tôi là sản xuất tại đất nước Nhật Bản. Một cái đất nước mà chúng ta luôn yêu chuộng về những cái sản phẩm của họ để làm tăng thêm cái sức khỏe, tăng thêm cái sức đề kháng và tăng thêm cái tuổi thọ sống của con người. Mà sống khỏe chứ không phải là sống dai, sống lâu để làm gì. Sống dai, sống lâu mà khỏe thưa quý vị. Cho nên đây là cũng một trong những cái sản phẩm mà sản xuất tại đất nước Nhật mà chúng tôi yêu chuộng nhất. Và thị trường Việt Nam của chúng ta, quý vị biết rồi, nghe đến tên đông trùng hạ thảo không còn xa lạ nữa. Ai cũng biết mà có sử dụng hay không mới là quan trọng. Cho nên quý vị ơi, những ai đã sử dụng rồi nên ủng hộ tiếp cho chúng tôi sử dụng. Những ai chưa một lần sử dụng hãy một lần thử xem sao. Chỉ trong vòng 1 tuần lễ, 2 tuần lễ là quý vị cảm nhận ngay nó như thế nào. Chính như chị em chúng tôi đây là những người cũng rất là cho còn khỏe đi ha. Thì chúng tôi cảm nhận ít, nhưng mà quý vị mà khi mà cái sức khỏe của quý vị mà nó đã đi xuống rồi thì quý vị uống vào thì quý vị cảm nhận ngay tức khắc. Đó là tại sao chúng tôi lại trân trọng gửi đến cho quý vị như vậy. Vì chúng tôi rất là quan tâm đến sức khỏe cho chúng tôi và cho tất cả mọi người. Hy vọng rằng là ai cũng có điều kiện, tại vì rất là dễ mua, không có còn đắt giá như ngày xưa mà chỉ những cái hạng thượng lưu mới uống được. Còn mình bây giờ là tất cả mọi người ai cũng đều uống được. Tại vì giá cả của nó rất là bình thường để cho chúng ta ai cũng sử dụng được. Quý cô chú bác cao niên lãnh tiền già đúng không? Một tháng bớt chi tiêu lại thì vẫn mua sử dụng được. Cho nên là bảo vệ sức khỏe là hơn hết nha quý vị. Gọi ngay vào số điện thoại của chúng tôi để order ngay hôm nay. Vì ngày hôm nay là chị em chúng tôi rất vui là xin hãng công ty được cho cái giá đặc biệt cho tất cả người Việt Nam của chúng ta được ăn Tết và được sử dụng những cái món quà này để mà tặng biếu nhau trong cái lễ Tết hôm nay. Thưa quý vị, gọi vào ngay số điện thoại nha. Một cái sản phẩm mà mang lại cho quý vị nè, tăng cường sức đề kháng nè, tăng cường cái hệ miễn dịch cho quý vị nè, và một cái nữa là Khánh Anh rất là thích, ngoài cái bổ gan, bổ thận, rồi bổ phổi nữa, thì bên cạnh đó còn giúp cho quý vị là mình giảm tiểu đêm. Thường hay tiểu thường là tối lại mình thường hay đi tiểu đêm và mình quay trở lại thì rất là khó ngủ, thì cái sản phẩm này sẽ giúp cho quý vị là giảm tiểu đêm. Nó coi như là nó lợi tiểu thì nó rất là tốt cho quý vị. Đó là cái mà Khánh Anh rất là thích và Khánh Anh khuyến khích mọi người nên sử dụng cái sản phẩm này và cũng làm cho mình đẹp da nữa. Thì ngày hôm nay với cái giá là mua 3 được tặng 2 nha quý vị. Chỉ một hộp như vậy là chỉ có 159 đồng mà thôi, mua 3 được tặng 2. Rồi quá là tuyệt vời cho quý vị luôn. Và bên cạnh đó chúng tôi còn có những cái sản phẩm tặng cho quý vị, đó chính là cái sản phẩm San Phan Bao. Nếu mà quý vị mình không có lấy mua 3 tặng 2 đó thì mình còn có cái sản phẩm là San Phan Bao dành cho nam giới nè, hay là quý vị còn được omega 3 nè, rồi hoặc là cái dầu gội đầu nhuộm tóc, nhuộm tóc luôn dành cho quý vị chỉ trong vòng 5 phút mà thôi. Quý vị được 3 loại để mà chọn lựa, đó là những cái phần quà tặng của chúng tôi đến với quý vị. Nếu quý vị mua sản phẩm chúng quý vị lựa chọn trong cái phần nào nha. Thì nói đến cái tiểu đêm thì quý vị biết rồi, nếu mà nó giúp đỡ cho cái sự tiểu đêm như vậy thì chắc chắn là nó bổ thận. Nó bổ thận rất là mạnh, mà nó bổ thận rất là nhiều quý vị. Cho nên là quý vị cứ thử xem một lần, nếu mà uống cái viên được thì tốt, mà không uống viên được thì uống nước, một trong hai thứ quý vị chọn. Nhưng mà chị Mỹ Ngân thấy là đã sử dụng rồi, cái nào cũng dễ lắm. Cái nào mình thích thôi. Hay là mình mua hai thứ, nếu mà mình chán nước thì mình chơi viên. Đúng không? Mình chán viên thì mình chơi nước. Không nghĩ là họ chán nước đâu, tại vì uống vô một cái ực một cái mà nó thẩm thấu lại nhanh hơn thì lý do gì mà tại sao người ta không lựa chọn cái loại nước, đúng không anh chị? Thì nói như vậy thì tội nghiệp cho cái viên quá đi. Cho nên là cái viên nói chung cái viên đó anh chị. Cho nên là
nói như vậy tại vì mình quá thích cái nước cho nên mình nói như vậy. Chứ có nhiều người nói ồ tôi uống nước khó chịu lắm thì tôi uống viên nó dễ, bỏ vô cái nước không có mùi vị gì hết. Không cho không nên vì là nói vui như vậy không? Mình cũng có những cái sản phẩm hai loại để cho quý khán giả là mình phục vụ cho cái nhu cầu của mọi người thôi. Đúng cái nào mình chịu cái đó. Đúng rồi đây là do cái sự nhu cầu của quý vị cho nên là những cái người sản xuất đã làm theo cái nhu cầu của quý vị. Mới ban đầu thì thích viên, rồi có người nói tại sao không làm nước đó thì sản xuất nước. Cho nên là đây là cái nhu cầu để đáp ứng nhu cầu cho người tiêu dùng thôi quý vị. Cho nên là quý vị thích cái nào thì cứ chọn cái đó. Hãy gọi vào ngay số điện thoại của chúng tôi để order ngay bây giờ. Tại vì không biết tuần sau còn hay nữa hay không, vì thời gian có hạn và những cái món quà cũng có hạn. Vì Tết quý vị biết rồi, chúng tôi delivery đi rất là nhiều. Những vị khách nào ở gần khu Lido Sài Gòn gần đây thôi thì chúng tôi sẵn sàng mang đến tận nơi tận nhà cho quý cô chú bác cao niên nha. Còn ở xa chúng tôi sẵn sàng gửi về tận nhà cho quý vị. Gọi ngay để order số điện thoại 714-277-0209. Và giảng viên ngày hôm nay là khi mà quý vị mỗi lọ như vậy là 75 đồng thì khi mà quý vị mua 3 cũng được tặng 2, hoặc là quý vị mình cũng trả tiền 3 hộp là 225 Mỹ Kim, quý vị cũng có thể lựa chọn cho mình những cái option khác. Ví dụ như là cái phần quà hồi nãy Khánh Anh vừa rồi nói là sang phân bao, nó cũng giống như dạng nước thôi quý vị. Sang phân bao hay là dầu gội đầu nhuộm tóc chỉ trong vòng 5 phút, hoặc là cái omega 3 dành cho quý vị. Rồi bây giờ chị Mỹ Ngân thấy là trong cái thời điểm này là quý vị biết không, nắng rồi mưa, mưa rồi nắng rồi gió, đủ thứ. Nó làm cho con người của chúng ta cũng xáo trộn. Nhất là những cô chú cao niên, nhất là những người bị đau nhất. Cho nên là chúng ta biết làm sao trong cái thời điểm này thì muốn đi massage cũng đâu có đâu để mà đi. Thì muốn kêu gọi cũng không có người nào mà trực tiếp để cho chúng ta, chi bằng chúng ta có một người bạn đồng hành bất cứ trong giờ phút nào, đó là cái ghế massage. Và cái điều đặc biệt ở đây là quý vị biết là ở Thái Lan thì nó rất là nổi tiếng về cái massage. Thì chúng tôi lấy cái công nghệ của Thái massage đưa vào cái máy massage ngày hôm nay. Chị Mỹ Ngân vừa mới nói cho quý vị, công nghệ Thái massage nó sẽ giúp cho quý vị là mình sẽ được cái tứ chi của mình, những cái bộ phận trên cơ thể của mình từ cổ, vai, lưng, eo, hông và đùi, tất cả mọi thứ nó sẽ di chuyển cái con lăn ở trên cái chiếc máy massage này từ trên xuống dưới cái lòng bàn chân của mình. Quý vị sẽ cảm thấy được là cái relax, cái sự mà enjoy trong cơ thể của mình, những cái xương khớp nó sẽ giãn ra sau một ngày làm việc rất là mệt mỏi. Hay là các cô chú lớn tuổi, mình ở nhà đó mình không có hoạt động nhiều thì những cái máu nó sẽ không có lưu thông. Thì khi nhìn mà những cái con lăn này nó sẽ di chuyển đến chỗ nào thì nó sẽ tuần hoàn máu, và những cái chỗ mà mệt mỏi cơ, những cái cơ mà mỏi của mình đó, nó sẽ hoạt động được, nó smooth hơn. Thì người ta, khi mà người ta muốn thiết kế ra một cái ghế như thế này là người ta đã nhắm vào chiếc ghế này rất thông minh, nhắm vào những cái huyệt đạo trên con người của chúng ta rất là chính xác thưa quý vị. Cho nên quý vị đã thấy trên màn hình đó, đây là một chiếc ghế nhỏ nhắn, xinh xắn, thông minh vô cùng, mà chúng ta bất cứ giờ phút nào chúng ta cần đến nó thì nó sẵn sàng làm việc cho chúng ta thôi. Đừng có nói là cao niên hay là nhiều tuổi, làm nhiều là vẫn phải bị thôi. Như chị Mỹ Ngân đây nè, những tuần lễ vừa qua thì vác gạo đó đi đến tận nhà cho quý cô chú bác cao niên thương lắm. Chị Mỹ Ngân thì giúp cho hội cao niên ở Mỹ để mà bán những cái bao gạo Sóc Trăng, cho nên vác rất là nhiều. Thì trên vai những người trẻ khỏe như thế này mà làm việc nhiều nó vẫn bị đau, thì tự nhiên nó đau hai cánh tay, đau cái khớp cổ đây cái xuống xương này. Đó, thì có cái mấy ghế massage tự nhiên mình đi làm việc, mình về mình nằm, mình ngồi xuống, trời ơi không có cần nhiều quý vị ơi, 15-20 phút thôi. Đúng rồi, mình cảm thấy nó relax và nó điểm được tất cả những cái huyệt đạo trong con người của chúng ta, làm cho chúng ta tỉnh lại ngay. Nó giảm đi cái cơn đau nhất quý vị ơi. Và nó có thể xếp lại cho cái hệ xương của chúng ta và cái cột sống đó. Có khi nó bị chinh chút xíu, lệch lạc chút xíu. Thì chúng ta cảm thấy là rất là thoải mái khi mà ngồi trên cái ghế massage này nhé. Tại sao mà quý vị thấy là những người trẻ của mình á,
thường hay 30 mấy tuổi, 40 tuổi vẫn bị thoái vị đĩa đệm. Yeah, rất là nhiều luôn. Quý vị ạ, yeah. Rất là nhiều, phải đi physical therapy, là vật lý trị liệu, rất là nhiều, rất là khó khăn. Về nhà lại phải bỏ ra một cái số tiền để mà mua những cái gối chị ở nhà để mà nằm rất, nói chung là rất là khó chịu và rất là đau. Cho nên là ngay từ bây giờ, quý vị ơi, mình còn trẻ thì mình cũng nên sở hữu cái ghế này để mà mình mang về rồi mình enjoy hàng ngày, chỉ cần 15 tới 20 phút mà thôi, không có nhiều cho quý vị. Mình bỏ ra thời gian, mình ngồi mình bấm phone hay là mình coi những cái chương trình YouTube, nó rất tốn thời gian quý vị. Chỉ cần nhắm mắt lại, mình enjoy, mình thư giãn trên chiếc ghế massage này, thì trong vòng 15 phút thôi thì quý vị sẽ thấy là mình khỏe. Và sau một ngày làm việc bận rộn, mình về mình enjoy vậy, mình cảm thấy nó rất là đáng quý vị. Nó rất là đáng cho cái sức khỏe của mình. Thì, và hôm nay cái điều đáng nói với quý vị hôm nay cũng vậy, chúng tôi cũng được xin một cái giá rất là đặc biệt, phải không? Giá ban đầu là nó bao nhiêu? Wow, tới 6.000 hơn đó chị, nó rất là cao đó. Đúng rồi, thì hôm nay chúng tôi cũng được xin ở hãng cho quý vị một cái nụ cười, một cái niềm vui về cái sức khỏe. Với giá cả của chúng tôi hôm nay chỉ còn là 3.395 Mỹ Kim mà thôi. Wow, đó quý vị thấy không? Cho nên rất là rẻ nào, đúng không quý vị? Lúc nào chúng tôi cũng đem lên cho quý vị một cái niềm vui bằng giá cả. Và có lẽ là cái ghế mà nó đồng hành cho chúng ta, nó bảo hành cũng được rất là lâu và chúng ta xài cũng lâu lắm, chứ không phải là một bữa một ngày. Mà chỉ bỏ ra với cái giá mà trên 3.000 đồng thì quá ư là rẻ. Tại sao chúng ta không cần một cái con người như vậy? Bây giờ nói mà đi mướn, đi thuê một con người mà cộng lại thời gian để mà xài một năm, hai năm, ba năm, mười năm thì cái giá rất là cao. Dạ đúng rồi, chia ra thì nói chung là rất là cao luôn. Rất là cao. Nhưng mà với một cái chiếc ghế như vậy thì nó xếp được tiền cho mình và cái thời gian mình xài rất là lâu. Mình sử dụng rất là good bất cứ giờ nào. Mình chỉ cần là có người phục vụ cho chúng ta ngay, là một người bạn đồng hành mà trung thành nhất đối với con người của chúng ta sử dụng. Quý vị gọi ngay vào số điện thoại hiện trên màn hình để chúng ta sở hữu một cái chiếc ghế massage hiện giờ chúng ta đang, chúng tôi đang có tại Home Shopping của Việt Mỹ. Quý vị cứ gọi rồi đến đây xem, xem rồi thử, ok là chúng ta vác về ngay nha. Ở tại Nam Cali thì chúng tôi sẽ delivery cho quý vị là free luôn nha quý vị nha. Và đến tận nhà để mà set up. Cho nên quý vị đừng lo. Còn những cái tiểu bang khác á, thì quý vị có thể gọi cho chúng tôi và chúng tôi có đại lý để mà đến nhà set up cho quý vị ở các cái tiểu bang. Cho nên quý vị đừng lo. Hãy gọi vào cho chúng tôi qua số điện thoại 714-277-0209. Còn bây giờ thì thời gian của mình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị vừa rồi cũng đã theo dõi chương trình của Home Shopping của chúng tôi. Còn bây giờ thì một lần nữa Khánh Anh và chị Triệu Mỹ Ngân cũng xin chúc quý vị có được một cái Tết ấm áp, cái Tết đoàn viên bên gia đình của mình. Và đặc biệt là đừng hoang mang hay đừng buồn gì cả quý vị nhé. Hãy tự tạo niềm vui cho mình và chính trong căn nhà gia đình của mình. Thật là nhiều niềm vui. Chúc quý vị lúc nào cũng khỏe, trẻ, đẹp và ăn Tết vui vẻ. Và bây giờ chúng tôi xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kế tiếp.